hơi không đủ nhiệt luôn. Không dám bạn to này. Con này nó phải chơi súp kép 50 từ lớn họng lớn em nhá. Coi 128 riêng cái dòng này chơi súp kép. Đó mới trị được. Hoặc là súp kép 100 anh em nhá, súp kép 50. Chứ chơi quả súp đơn 50 này thì anh em thấy nó đẻ từ đây mà nó bây giờ nó xê tận nó bên trong này. À, nó không thấm vào đâu và đang đẻ hướng tầm có 7 giờ thì không dám vặn lên 12 giờ. Vặn lên 12 giờ sợ lòi mất côn anh em. Thì đây là một cái dòng đẩy rất là khủng, mạch class TD. Thì ok, ngày hôm nay thì bên em có giới thiệu với tất cả các bác một mẫu đẩy chuyên trị súp đó, TD 1500. Sản phẩm này là mới nhất anh em nhé. Mới nhất năm 2023 vừa về. Hàng này thì nói thật với anh em là quá là chất rồi. Hàng này thì bao phê luôn anh em nhé. Bao phê luôn. Và cái sản phẩm này công suất của nó đạt chuẩn là 1500W một kênh ở 8 ohm. Và đây là đời rất là mới, tiếng đánh phun rất là hay. Con này là sinh ra đánh súp đấy. Hôm nay đây mở đánh súp cho anh nghe. Úi dồi, rung hết nhà luôn này anh em thấy không, đánh đẩy luôn này. Úi dồi, không thấm vào đâu. Đeo tai nghe vào nghe nhá, to phun lên này. Đó, anh em đang bóc ra kìa. Đó, đang bóc ra tiếc nhá. Lần này về rất là nhiều mẫu đẩy đẹp anh em nhé. Quá đa đúng không? Con này, riêng con này nó phải chơi súp kép anh em nhá, từ lớn họng lớn mới chơi được. Thì ok, bên em ngày hôm nay về một cái mẫu đẩy TD 1500. Đấy, con này thì quá đẹp luôn, hàng này thì rất là ok nhá. Thì vừa rồi test chất âm để cho anh em cùng nghe đấy, size 3U. Và đây là một cái dòng đẩy chính hãng, nhìn quá xịn sò luôn đúng không ạ. Con này thì quá là chất, thằng này thì đẳng cấp luôn. Đó. Tháo ốc ra em, tháo ra cho anh em xem nội thất. Đó. Con này là một trong những mẫu đẩy chất nhất hiện nay anh em nhé. Và giá công khai hiện tại bên em đang bán là 12.500.000 đồng. Đó. 12.500.000 đồng cục đẩy. Đang test nhạc. Đó. Vừa rồi test nhạc lấy từ máy tính này. Và em kết nối vào con lưng tiếng này. TD 3000 đúng không ạ? Đấy, một kênh này em chơi cho một cặp full 40 anh em nhé, TVK 15, bát 40. Đấy, và một kênh này thì chơi quả súp hơi 50 này, nhưng mà chơi quả này nó quá là nhạt nhẽo, không thấm ở đâu, chơi đánh sợ hỏng hết màng luôn. Đấy, chơi riêng chơi con súp 50 này đánh sợ hỏng hết màng, quá kinh khủng luôn. Đấy. Quá là bạo lực. Đó. Giá công khai 12.500.000 đồng, hàng chính hãng.
Đó, bên em thì đang tháo đây. À, tháo thêm mấy con nữa ra để cho em cùng xem. À, nội thất. Con này nội thất đẳng cấp luôn em nhé. Đây, đợt này về rất là nhiều này. Em mà muốn đây đẩy giá rẻ 500W, có con LT1000 này, giá đang rất là hấp dẫn cho anh em. Chỉ có là 4.500.000 đồng, bao ship ok chưa? Đấy, con này cũng là hàng mới anh em nhé. Đấy, hàng mới đây, bóc ra anh xem nào. Trời, nội thất thì quá đẹp luôn. Đấy, anh em cùng xem. Đây nội thất nhá. Đấy, nội thất đây. Những cái thanh nhôm này nó quá là khủng luôn này. Đấy, hàng này quá chất, và là nguồn này cũng là nguồn size 3U luôn này. Đấy, nguồn size 3U luôn, nguồn bao đồng em nhá. Đấy, và đây thì nó sử dụng là sò này là sò Toshiba. Đấy, sò Toshiba, ok chưa? Đấy, sò Toshiba anh em. Và lên tới nếu anh em đếm sò thì nó chỉ có 2, 4, 6, 8 sò, 16 là 32 sò thôi em nhé. Ở đây nó sử dụng là 32 sò Toshiba. Nhưng mà anh em thấy đây, nó còn tất cả mỗi bên nó còn có thêm là 6 con MOSFET nữa, tầng trên 3 con MOSFET này. Con MOSFET này rất là khủng anh em nhé. Và rất là lớn này, mỗi bên 3 là tầng trên 3, 3 là 6, bên này 6 là 12. 12 con MOSFET. Và tụ đây. À, anh em thấy tụ đấy rất là khủng luôn, tụ này bá đạo luôn anh em nhé. À, tụ này thì bá đạo luôn, tụ này tụ 200V, à, tụ 200V và 3300mi. À, ok chưa? Dòng này thì chơi bao bền cho anh em, bao bền. À, đẩy hai kênh, à, nó cũng chỉ có sử dụng là hai quạt tản nhiệt này thôi, và là một cái dòng mạch class TD anh em nhé. Thì chúng ta có thể biết đấy, cái dòng đẩy mà mạch class TD đấy, cái tiếng của nó thì nó bao hay, tiếng bao sáng. Đấy, con này thì nhưng mà con này thì nó sinh ra thì nó là để chơi súp anh em nhé. Vì đây này, tất cả đằng sau đây này, anh em thấy không, có những cái nút đây này, cái nút chỉnh súp đây này, anh em thấy cắt rất là rộng này, từ 25Hz cho đến 250Hz này, ok chưa? Cắt súp ngay trên cục đẩy này nhá. À, bypass là sử dụng hay không sử dụng này, không sử dụng súp này. À, độ nhạy 0.75 1V là 1.4 này, có chế độ ste này, gạt xuống dưới là ste, để giữa là panel. À, lên trên là sẽ là parit anh em nhé, chập kênh. Và đây dây nguồn đây. À, dây nguồn này thì quá ba đạo rồi. À, nội thất này quá đẹp. Ok chưa? Nội thất này thì bao phê, bao phê anh em nhé. Cái này thì không có gì mà phải suy nghĩ nữa rồi. Hàng này thì anh em miễn chê. Đấy, đây là téc đây, đằng sau đây em đang téc. Đấy, kênh 1 thì sẽ chơi cho một cặp loa TVK15 này và linh ra anh em nhé. Cặp loa TVK15 này đang bán với giá là 14.500.000, ok chưa? Đấy, em sẽ linh sang bên kia. Và một kênh chơi quả súp đang để ngoài mà bây giờ nó nhảy vào tận bên trong này. Đấy, chung là chơi con súp 50 này thì nó không chịu được lực. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu muốn mua sản phẩm chất thế này, gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.